Con người đang nghĩ ra tàu sân bay như thế nào thì nó cũng rất đơn giản thôi. Con người muốn đánh xa hơn, muốn nhìn xa hơn và muốn xuất hiện ở những nơi mình không có mặt. Ngày xưa thì biển cả đúng nghĩa là một bức tường tự nhiên khổng lồ. Có biển ngăn cách thì cảm giác an toàn gần như tuyệt đối. Muốn đánh nhau không phải cứ thích đánh là đánh mà phải đóng tàu, phải tập hợp hạm đội, phải ra khơi rồi mất hàng tuần, thậm chí là hàng tháng trời, hàng năm trời mới tới được nơi giao chiến. Chỉ riêng cái chuyện di chuyển, cái chuyện đi lại đã là một cuộc chiến với sóng, gió, bão tố và thiếu thốn lương thực và nước ngọt. Không phải quốc gia nào cũng đủ sức duy trì tàu thuyền ngoài biển lâu dài, nên biển vô hình chung trở thành một lớp phòng thủ tự nhiên rất hiệu quả. Chính vì tàu đi chậm nên chiến tranh ở trên biển ngày xưa rất khác so với chiến tranh ở trên bộ. Hai bên thường biết trước nhau từ rất lâu. Khi hạm đội này ra khơi, hạm đội kia đã nghe tin. Khi tàu xuất hiện ở đường chân trời, mọi người đều biết rằng trận đánh sắp xảy ra. Không có yếu tố bất ngờ nào ở đây cả. Không có chuyện đánh úp từ xa. Biển thì rộng, biển thì trống trải, nhìn nhau là biết ngay. Vũ khí chủ lực khi ấy là pháo hạm. Những pháo hạm ngày xưa thì cũng bắn không xa. Muốn bắn trúng, hai con tàu buộc phải tiến lại gần nhau, đủ để nhìn rõ cột buồm, nhìn rõ lá cờ, thậm chí là hình dáng con người trên boong tàu đối phương. Chiến tranh trên biển vì thế giống một cuộc đấu tay đôi chậm rãi và nặng nề. Ai có tàu to hơn, ai có giáp dày hơn, ai có pháo nhiều hơn thì người đó chiếm ưu thế. Mọi thứ diễn ra ở trong tầm mắt thường, trong giới hạn mà con người có thể nhìn thấy và nghe thấy. Suốt mấy trăm năm, chiến tranh trên biển gần như không thoát khỏi cái vòng ấy. Hai hạm đội gặp nhau, dàn hàng, rồi bắn pháo cho đến khi một bên không chịu nổi nữa thì rút lui hoặc bị đánh chìm. Không có chuyện đánh từ trên cao xuống, không có chuyện tấn công vượt quá tầm nhìn. Biển cả khi đó vừa là chiến trường, vừa là ranh giới và cũng vừa là giới hạn cho chính cách con người đánh nhau ở trên mặt nước. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi máy bay xuất hiện, mà máy bay xuất hiện thì mới có tàu sân bay. Lúc đầu thì cũng chẳng ai nghĩ máy bay có thể thay đổi chiến tranh ở trên biển, bởi vì máy bay ban đầu nhỏ, yếu, bay thấp, mang được không mấy bom. Nhưng rồi người ta phát hiện ra một điều đáng sợ, máy bay có thể bay xa hơn tầm bắn của pháo và đánh từ trên đầu xuống. Giáp tàu dù có dày đến đâu, phần bên trên vẫn mỏng. Và từ đó, một câu hỏi đã được đặt ra. Nếu máy bay nguy hiểm như vậy, thì làm sao mang máy bay ra giữa biển để đánh nhau? Khi con người thử làm điều đó thì cũng là những điều làm liều đầu tiên mà thôi. Năm 1910, một phi công người Mỹ có tên là Eugene Ely đã làm một việc mà thời đó người ta gọi là làm liều. Ông cho máy bay hạ cánh xuống boong của một con tàu chiến. Boong tàu khi ấy không phẳng, không rộng và không có dây hãm như bây giờ. Chỉ là vài tấm gỗ ghép tạm. Gió biển thổi rất mạnh, tàu thì rung lắc. Nhưng ông vẫn đáp xuống thành công. Cú đáp này không làm thay đổi cục diện của chiến tranh ngay lập tức, nhưng nó minh chứng một điều cực kỳ quan trọng. Máy bay không nhất thiết phải đậu cánh ở trên đất liền. Từ lúc đó, con người bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện tạo ra những con tàu chuyên chở máy bay. Cuối thế chiến thứ nhất, người Anh đã đóng một con tàu đặc biệt có tên là August. Đây là con tàu đầu tiên được thiết kế ngay từ đầu để làm sân bay nổi. Điểm khác biệt lớn nhất của tàu August không phải là vũ khí, mà là boong tàu phẳng hoàn toàn. Không có pháo lớn chắn đường bay, máy bay có thể cất cánh rồi hạ cánh liên tục. Không lâu sau thì Mỹ cũng làm theo, cải hoán một con tàu chở than. Từ đây, tàu sân bay không còn là thử nghiệm mà trở thành một hướng đi rõ ràng. Nhưng lúc này, người ta cũng chỉ nghĩ tàu sân bay là phụ trợ mà thôi. Nhưng họ đã nhầm, và thế chiến thứ hai đã ập đến. Thế chiến thứ hai giống như một bài kiểm tra sống còn cho mọi học thuyết quân sự đã tồn tại trước đó. Không còn là diễn tập, không còn là giả định ở trên bàn giấy. Đây là cuộc chiến mà nếu sai, cái giá phải trả là cả hạm đội, cả tuyến phòng thủ, thậm chí là vận mệnh của cả một quốc gia. Và trong bài kiểm tra khắc nghiệt ấy, tàu sân bay đã vượt qua theo cách mà không còn ai có thể nghi ngờ. Cuộc tấn công Trân Châu Cảng năm 1941 giống như một cú tát thẳng vào tư duy quân sự cũ. Hạm đội Mỹ khi đó sở hữu những thiết giáp hạm khổng lồ, được coi là niềm tự hào và xương sống của Hải quân Mỹ. To, nặng, giáp dày, pháo lớn, neo đậu ngay ở đường cảng tưởng như bất khả xâm phạm. Nhưng chỉ trong vài giờ, máy bay xuất phát từ tàu sân bay Nhật Bản đã đánh từ rất xa và rất nhanh, khiến nhiều thiết giáp hạm bị đánh chìm hoặc hư hại nặng nề khi còn chưa kịp nổ súng. Trận đánh ấy cho thấy một sự thật lạnh lùng. Tàu to không còn đồng nghĩa với an toàn và sức mạnh không còn nằm ở nơi con tàu đứng, mà ở nơi máy bay có thể bay tới. Tuy nhiên, Trân Châu Cảng mới chỉ là lời cảnh báo. Bước ngoặt thực sự của lịch sử Hải quân đến vào năm 1942, trận Midway. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một trận hải chiến lớn diễn ra mà hai bên gần như không nhìn thấy mặt nhau. Tàu Mỹ và tàu Nhật ở cách nhau hàng trăm cây số, pháo hạm gần như vô dụng. Thay vào đó, cả hai bên tung máy bay từ tàu sân bay lên trời, tìm kiếm và tấn công đối phương. Trận Midway là một canh bạc sinh tử. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Mỹ đã đánh chìm liền 4 tàu sân bay chủ lực của Nhật.
không phải vì Mỹ có nhiều tàu hơn mà vì họ chiếm được ưu thế trên không đúng thời điểm quyết định. Khi tàu sân bay Nhật bị đánh trúng, toàn bộ sức mạnh hải quân Nhật ở Thái Bình Dương gần như sụp đổ theo. Từ thế chủ động, Nhật Bản chuyển sang phòng ngự, cán cân chiến tranh đảo chiều chỉ trong một trận đánh. Từ khoảnh khắc ấy, thế giới hiểu ra một điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng mang tính cách mạng. Ai kiểm soát được bầu trời trên biển, người đó kiểm soát được đại dương. Pháo hạm lúc này không còn là nhân vật chính nữa. Thiết giáp hạm trở thành cái nền, cái bóng của thời đại đã qua. Trung tâm của chiến tranh trên biển từ đó chuyển hẳn lên bầu trời. Và tàu sân bay, với khả năng mang theo không quân ra giữa đại dương, chính thức trở thành trái tim của hạm đội, là thứ quyết định thắng bại trong những cuộc đối đầu trên biển suốt từ đó cho đến tận ngày nay. Thiết giáp hạm từ vua chiến trường trở thành vai phụ và tàu sân bay đã lên ngôi. Vậy ngày nay, những con tàu sân bay đã vận hành như thế nào? Ngày nay, tàu sân bay không chỉ là một con tàu lớn, nó giống như một thành phố nổi, nơi có hàng nghìn người sinh hoạt, làm việc, trực chiến suốt nhiều tháng trời. Một tàu sân bay gần như không bao giờ đi một mình. Xung quanh nó là cả một nhóm tàu bảo vệ, từ tàu khu trục, tàu chống ngầm cho đến tàu ngầm hộ tống. Tất cả đều có một nhiệm vụ giữ cho tàu sân bay sống sót. Việc cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay cực kỳ khó. Boong tàu ngắn, tàu thì lắc lư theo sóng. Phi công phải đáp chính xác trong vài chục mét, chỉ cần sai một chút là rơi xuống biển. Những tàu sân bay hiện đại của Mỹ như là Gerald Ford còn dùng năng lượng hạt nhân. Nhờ đó chúng có thể chạy hàng chục năm mà không cần tiếp nhiên liệu. Muốn đi đâu là đi, muốn tới đâu là tới, không phụ thuộc nhiều vào căn cứ. Thế nhưng trên thế giới hiện nay chỉ có vài quốc gia sở hữu tàu sân bay mà thôi. Lý do thì cũng rất đơn giản. Một quốc gia có tàu sân bay là quốc gia có thể xuất hiện ở xa lãnh thổ của mình mà không cần xin phép ai, không cần đặt căn cứ, không cần thỏa thuận phức tạp, chỉ cần đưa tàu ra ngoài khơi. Chỉ riêng một tàu sân bay xuất hiện cũng đủ tạo ra áp lực rất lớn, không cần bắn, nó chỉ cần ở đó. Ngoài ra tàu sân bay cực kỳ đắt, không chỉ đắt lúc đóng mà đắt suốt cả vòng đời vận hành. Nó đòi hỏi công nghệ nặng, công nghệ cao, đào tạo dài hạn và hậu cần mạnh, không phải nước nào cũng làm nổi. Vì thế tàu sân bay trở thành thước đo quyền lực rất thật, không màu mè và không cần tuyên bố suông, đơn giản, giàu có và có công nghệ cao thì mới làm được. Và hiện nay thì Mỹ vẫn đang là nước mạnh nhất về tàu sân bay với khả năng triển khai toàn cầu. Trung Quốc đang tăng tốc, coi tàu sân bay là biểu tượng cho việc vươn ra biển lớn. Anh, Pháp, Ấn Độ duy trì tàu sân bay ở mức đủ dùng cho chiến lược khu vực. Nhiều nước khác cũng có tàu chở máy bay, nhưng phần lớn chỉ mang tính biểu tượng, chưa phải là công cụ để tham chiếu sức mạnh thực sự. Tàu sân bay không phải là thứ dùng để đánh nhau mỗi ngày, nhưng nó là thứ khiến người ta phải suy nghĩ trước khi làm một điều gì đó. Và trong thế giới chính trị, quân sự, chỉ riêng cái điều gì đó thôi cũng đã là sức mạnh rất lớn rồi. Tàu sân bay giống như việc mang một mảnh đất của mình tới gần với lãnh thổ của đối phương mà đối phương không thể làm gì được. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.